Hôm trước là chúng ta đã làm một cái list view cơ bản, list view đơn giản, string. Thì bây giờ giả sử các bạn làm một cái list view mà nó phức tạp ha, vừa có hình ảnh, vừa có chữ. Ta bình thường ta chỉ làm một cái chuỗi thôi. Bây giờ ta muốn có hình ảnh, vừa có hình ảnh, vừa có chữ, đúng không? Giống như một cái mẫu như thế này. Giống như cái mẫu như thế này. Đây, cho các bạn có cái mẫu ha. Đây, lấy sẵn các bạn có cái mẫu này đi. Đây, nó là mẫu ha. Đây, cái mẫu này nè. Các bạn làm tương tự cái mẫu như này. Nó sẽ không có làm đơn giản như vậy nữa, mà ta phải thay đổi ha. Đây, cái mẫu kiểu như này đi. Đây, cái mẫu như này. Tức là bây giờ có hình, có chữ ha. Kiểu như này thì ta làm thế nào? Đúng không ạ? Làm như thế này thì ta không có dùng cách cũ nữa. Hiểu không ạ? Cách cũ chỉ làm đơn giản thôi. Thì để làm như này thì ta sẽ làm như sau. Ta sẽ làm như sau các bạn nhé. Đây, cô sẽ hướng dẫn các bạn để làm ra được cái đấy. Cô sẽ làm một cái custom list view. Đây, cô để trong buổi 3 luôn nhé. Cô click chuột phải nè. Cô tạo ra một cái activity nè. Cô đặt tên là custom list view. Tức là list view mà do mình tự làm á. Custom list view. Ok. Nó hơi dài xíu. Finish. Rồi. Thì bước đầu tiên, bước 1 thì ta cũng tạo một cái list view như vậy. Hiểu không ạ? Vẫn có list view như cũ nha. Vẫn tạo một cái list view như thế này. Bước 1 ta sẽ tạo một cái list view như thế này, như cũ ha. Đấy, trong này, cái này tôi sẽ, nó đang lỗi error nè. Okay. Đấy, bây giờ cô sửa đây nè. Ở đây cô để line linear layout nha. Linear layout. Đấy, cái này cô để orientation. Để vertical. Ok. Rồi, ở đây các bạn để một cái list view. List view. Match parent. Cái này cũng để match parent luôn. Ok. Cái đây các bạn phải để cái ID nè. Chưa? Thấy gì không ạ? Cái này cô để ID là để list view custom. Đúng không? Đây, list view custom. Rồi, ở đây các bạn cũng tham chiếu tới như cũ. Là ta cũng tạo một cái list view ở đây. Cái list view. Cái này là list view gắn bằng file view by ID R. List view custom. Rồi. Bây giờ ta sẽ lấy dữ liệu nha các bạn. Quan trọng là dữ liệu nha. Cô sẽ làm mô phỏng cái dữ liệu cái bài này luôn. Đây. Cái dữ liệu nè. Ở dữ liệu đây cô sẽ có một cái hình, tên người dùng và số điện thoại. Ở đây cũng có một cái hình nữa. Hình này ta thêm sau. Cái này cô không nói nha. Cái hình này tôi thêm sau nha. Các bạn sẽ có một cái hình nè. Bây giờ cô sẽ, các bạn nhìn nè. Nhìn nha. Bước 1 là cô sẽ phải tạo một cái dữ liệu. Danh sách dữ liệu. Nhưng danh sách dữ liệu thì không đơn thuần là cái string nữa. Hiểu không? Ở trên này là ta chỉ có một cái string thôi. Mà danh sách của ta không phải là string nữa, mà danh sách của ta sẽ là mỗi cái phần tử của nó là một cái gì ạ? Object, chính xác. Giống học cái Java 2 không ạ? Mỗi phần tử của nó lại là một object. Cho nên tôi phải tạo thêm một cái gì ạ? Tạo thêm cái gì ạ các bạn? Tạo thêm một cái class. Mỗi phần tử là object mà. Thì tôi sẽ tạo thêm một class là nhân viên chẳng hạn, đúng không? Nhá, hoặc là sinh viên ha. Tôi tạo là số sinh viên nè. Đây các bạn nhìn nha, tôi click chuột phải. Tôi new một class là sinh viên. Cái class này chỉ có 3 trường thôi. Không có mã, tôi không làm mã. Bởi vì cái này tôi không có quản lý ha. Khi nào các bạn làm một cái quản lý thì tôi thêm mã. Cái này tôi chỉ demo các bạn thôi. Tôi demo đơn giản nhất có thể. Một là private string. Tên. Private
String cũng được, số điện thoại string cũng thoải mái ha. String số điện thoại ha. Rồi còn cái hình, khoan à, cái hình thì các bạn lưu hình, nếu các bạn để trong drawable thì các bạn để nó là kiểu in. Nếu các bạn mà để trong cái hình thì các bạn phải lưu cái text hoặc cái gì đó tùy á, thì cô sẽ lưu nó là in nhá. Cái hình này là lưu in, để tại vì cô lưu cái mã, cái ID của nó. À, cái private integer hình. Đấy, các bạn thấy nó hơi bị ngược bởi vì là cái này là lưu cái ID của hình. Hiểu không ạ? Nó xác nhận ID của hình. Rồi. Ở đây các bạn thêm cho cô cái gì ạ? À, cái constructor các bạn vào generate. Các bạn constructor. Constructor này là có 3 đối số. Các bạn thêm một cái constructor không đối số nữa cho dễ ha. Constructor không đối số. Ok. Rồi các bạn, tại vì cái này là private cho nên muốn truy xuất thì tao phải để getter. Setter, click chuột phải, generate cái getter setter. Đấy, bôi ba ông này là xong. Ổn chưa? Đấy, cái file này làm rất đơn giản. Được chưa? Java 2. Nó là Java chứ còn cái gì nữa? Dạ vâng, nó là Java à. Rồi bây giờ nhìn nào. Bây giờ tôi tạo một cái array list các bạn. Array list không tự nhiên mà các bạn để học cái Java 2 đâu. Cái này là để là sinh viên, đúng không? Data sẽ gắn bằng new array list. Xong chưa? Ok chưa? Vậy đơn giản vậy thôi đó. Rồi bây giờ add dữ liệu sẵn nè. Add thì bây giờ ta add một object thôi. Cái này là tôi sẽ để là data.add nè. Giống cái kia thôi. New sinh viên. Cô add trực tiếp luôn. Họ tên sinh viên ví dụ như là Lê Huỳnh. Đúng không? Số điện thoại của Lê Huỳnh là 0900909. Thì đó. Hình. Cái hình thì các bạn lấy của drawable cái này nè. Các bạn lấy của drawable này các bạn. À, tôi lấy đỡ cái logo nha. Được chưa? Tôi sẽ là r chấm drawable chấm logo. À, tại vì là nó là in nha các bạn, cái này in. Cô lấy tạm cái logo, bữa sau các bạn copy cái hình vào. Được chưa? Rồi bây giờ nè. Các bạn đổi, đó, các bạn Ctrl C về khoảng 3 dữ liệu thôi ha. Đó. Đấy, chiều vi nè. Đổi tên cô vi luôn. Đấy, 092 234 gì đó. Số nào cũng đẹp. Rồi. Rồi ai nữa? Long nè. Huỳnh Nhật Long nè. Không biết. Rồi. Đó, ok, được chưa? Cái này là dữ liệu nhá. Dữ liệu này là dữ liệu fix cứng nhá các bạn. Buổi tới tức là học đến cái cơ sở dữ liệu, cô sẽ hướng dẫn các bạn lấy từ cơ sở dữ liệu xuống như thế nào. Còn bây giờ ta sẽ fix cứng dữ liệu đã. Rồi, xong data nhá. Nghĩa là data là xong rồi. List view xong rồi, data xong rồi, còn cái phần adapter nữa. Cái phần này không thể dùng adapter này được. Đúng không ạ? Không thể dùng adapter được. Cái này cô quay clip rồi á Phát. Con chịu khó cay view nha con. Ông ấy nhìn hết hồn không? Một cái này bài 3 phải không? Nó là bài 3 trong lớp 3. Rồi bây giờ bài làm thêm là bài này. Bài làm thêm là bài cô đang làm nè. Rồi bây giờ các bạn nhìn nè. Cũng là bài hôm trước nhưng các bạn nhìn nè. Cô không thể dùng lại cái adapter này được. Tại vì adapter này là một cái basic adapter. À, cái này là cái array adapter, nó chỉ nhận cái một cái array list mà có string bình thường thôi. Còn array list mà nó phức tạp như này á, có cả mã sinh viên các thứ, họ tên nhiều, cả một object như này thì nó không dùng được. Thì tôi phải tạo một cái adapter riêng. Click chuột phải tạo một custom adapter. New một cái custom adapter. Tôi để trong Java file nha. Tôi đặt tên là sinh viên adapter.
Adapter. Rồi, cái này có kế thừa extend cái base adapter. Rồi các bạn thấy nó báo lỗi đúng không? Nó báo lỗi bởi vì nó đang thiếu một số cái. Tại vì cái base adapter nó là một cái object class. Cái object class thì nó lại có một vài cái method của nó là object method. Các bạn bắt buộc phải implement. Có biết cái object class như thế nào không? Không biết học tiếp Java hỏi thầy nha. Khi nào rảnh rỗi tôi chỉ cho. Cái này là tôi phải implement control E nè. Control E nè thì nó sẽ show ra các cái method mà bắt buộc tôi phải implement. Các bạn chọn hết các method và nhấn OK thì nó sẽ sinh ra cái tất cả những cái method mà các bạn cần implement. Nhớ là control E nhá. OK, xong bây giờ nè, bây giờ viết nè. Cô phải viết thêm một cái constructor vào đây nữa. Đây là public sinh viên adapter. Đó, đối số của ta truyền vào sẽ là cái gì đây? Các bạn nhìn nha, cô chỉ cho nhìn nè. Cái này là một cái adapter tôi viết lại. Kể từ anh này thì ta sẽ nhìn xem bên này nè. Một cái adapter thì đối số đầu tiên của nó sẽ là context. Đối số thứ hai là cái layout để nó hiển thị. Đối số thứ ba của nó sẽ là cái danh sách dữ liệu. Thì hiện tại là cái anh giữa này tôi không cần, bởi vì là tôi đã custom lại rồi. Thì tôi chỉ cần hai anh thôi, là anh này và anh này. Vậy đối số thứ nhất của tôi mà muốn truyền vào cái adapter constructor này sẽ là context. Các bạn khai báo cái context vào. Đối số thứ hai là dữ liệu tôi cần truyền vào. Dữ liệu của tôi thì các bạn biết là ta truyền dữ liệu gì. Ta truyền cái sinh viên đúng không? Các bạn nhìn là tôi copy ông này luôn. Thấy chưa? Ctrl C nè. Tôi muốn truyền đối số là gì thì bên kia tôi phải khai báo ít chắc như vậy thì nó truyền nó mới đúng, không là nó sai. À đây, cái này là do tôi tự tạo mà. Đó, OK, xong chưa? Rồi bây giờ ta sẽ khai báo một cái biến ở ngoài để tôi nhận nè. Cái này là tôi truyền vào nhá, còn biến class là để tôi nhận nè. Ctrl C nè, Ctrl V nè. Đấy, cái này các bạn xóa anh này đi, chấm phẩy. Đó, rồi ta có là dit chấm context, tôi gán bằng cái context tôi truyền vào. Dit chấm data, tôi gán bằng cái data tôi truyền vào. Các bạn nếu mà không hiểu toán từ dit thì bữa nào lại ngồi làm một cái buổi nói về Java. Bạn nào mà bữa nào mà rảnh rảnh cuồn cuộn lên làm cái buổi Meet á, học cái Meet Google Meet á, cần nói về thì tôi sẽ nói. Còn bây giờ là demo thành ra nó không có thời gian ha. Rồi, tại vì nó nhiều lắm, nhiều vấn đề lắm. Rồi, bây giờ ta sẽ có này, get count là nó ham, get count là trả về là số phần tử của cái danh sách này ha. Ta trả return là data chấm gì á? Số lượng là bao nhiêu dòng thì trả về gì á? Chấm gì á? Chấm sai. Râu râu ra trời. Còn nếu mạng thì là chấm chấm len, đúng rồi. Số phần tử mà. Còn cái này get item thì nó sẽ trả về là data chấm get position, trả về cái phân tử tại vị trí position. Cái này là ở đâu ra? Cái này cái ham override của nó, ham nó đã làm trước rồi, hiểu không? Get item id cái này không cần, đúng không? Rồi bây giờ nè, cái ham get view mới là quan trọng. Ham get view này là trả về cái gì nè các bạn? Đây, ở đây các bạn nhìn nè, mỗi cái này là một cái view, một cái view nhỏ. Thì cứ mỗi lần nó chạy cái hàm get view, nó đổ dữ liệu lên. Một cái get view, hai get view, ba get view. Cứ mỗi lần get view nó sẽ đổ dữ liệu lên. Tại vì ta có một danh sách dữ liệu mà, hiểu không ạ? Này, get view, get view, get view, nó đổ từng cái view lên. Thì bây giờ các bạn nhìn ở cái giao diện này nhá. Cái giao diện này là giao diện ta phải customize lại, cho nên là tôi phải vẽ ra cái giao diện này. Thì bây giờ tôi sẽ tạo layout có cái giao diện này cho các bạn. OK chưa? Đây, cái layout này cô sẽ dùng một cái relative layout này các bạn. Cô sẽ dùng một cái relative layout này. Ở đây là một cái hình. Ở đây là một cái này sẽ là một cái linear layout này. Và cái này là một cái hình khác ha. Cái hình này tạm thời cô sẽ không lấy, hoặc các bạn có thể cắt đỡ một cái hình nào đấy ha. Đấy, nhưng cắt thì nó xấu lắm đó. Được chưa? Rồi bây giờ nè, cô sẽ tạo một cái, đầu tiên là cô sẽ phải tạo một cái layout ha.
Đây, cô sẽ để là sinh viên view. Layout quá trời rồi đó. New nè. Layout tạo độc lập nhá. Cái này là sinh viên item ha. Mỗi cái thành phần của nó, một cái item của nó. Ok. Thì anh này để là linear. Được chưa? Thì tôi đổi nó thành là relative nha. Relative layout. Cái này là orientation không cần bỏ. Rồi, ở đây tôi sẽ để cái hình là image view. Đúng không ạ? À, cái này tôi để khoảng 100 dp. Đúng không? Cái này cô sẽ để là 100 dp. Đó. À, cái này cô sẽ để nó là ID là cái hình image view hình ha. Đó. Cái này tôi để là layout thì match parent, còn cái này là wrap content. Để wrap content sửa lại thành wrap content cho nó vừa khít ha. Rồi cái này nè, cô sẽ căn nó nè, tại vì relative cho nên cô phải căn nó. Đây, cô phải căn nó neo phía trên, neo phía trái. Neo phía trên là align parent top là chu. Thấy không? Rồi ở bên trái là align parent left là chu. Ok. Nó bị thiếu cái gì? Có cái hình đâu rồi? Đây. Left là bên trái. Đúng chưa? Đấy. À, xong bên này nè. Các bạn nhìn nhá, bên tay phải của cô á là cô sẽ để một cái relative layout, à linear layout đúng không? Cô sẽ để một cái linear layout. Linear layout. Cô để theo chiều dọc. À, cái này là wrap content. Cái dưới là wrap content luôn. Hoặc là match parent cũng được. À, anh này có để là match parent. Cha của nó cũng được luôn. Khoan. Ấy. Chết rồi, không được. Cái này để wrap content đi. Ok. Đấy. Cái line linear layout này các bạn đặt luôn khỏi đặt ID, khỏi đặt ID. Rồi. Cái này là các bạn đặt nó phía bên phải của cái image view. Cho nên các bạn đặt ở đây là to right of. To right of cái ID là image view hình thì nó sẽ nằm bên phải hình. Đúng không? Rồi nó neo ở phía trên thì là cái gì ạ? Là align parent top. Align to. Đúng không? Rồi, ở đây các bạn để cho nó trong, cô để hai cái text view này các bạn. Cô để cái text view ở trên, text view ở dưới này, thấy không? Đấy. Ở trong cái linear này cô sẽ để hai cái text view. Text view nè. À, wrap content. Cái này text là tôi để đỡ cái chữ là họ tên ha. Text nè. Tôi để là họ tên. Đấy, các bạn thấy chưa? Để đầm thì bôi đầm. Cái cỡ tôi cho nó bự một xíu. Là text size. Đấy, làm cái này nó cũng tương đối mất thời gian đấy. 25 SP. Thấy bự chưa? Đấy, nó đây nè các bạn. Thấy chưa? Đúng không? Đấy. Trời, sao bự dữ vậy? Đấy. Giống nó vừa phải thôi. Đó. Đấy, con bờ đầm nữa là text style là bold. Ok, nó là bôi đầm. Rồi. Tôi thêm, cô thêm một cái text view dưới nữa. Ủa? À đúng rồi. Một cái text view phía dưới nữa. Được chưa? Ủa? Sao cái này tôi để là, cái này chưa để orientation hả? Đây, cô để cái orientation nè. Để vertical nè. Đấy, nó đẩy xuống dưới nè, thấy chưa? Cái này là số điện thoại nhá. Số điện thoại. Cái này bỏ cái bold đi, không cần bold. Ok, xong chưa? Rồi, bây giờ nếu các bạn thêm một cái hình bên phải nữa
Thì các bạn đặt cái hình nằm neo bị góc bên phải thôi. À đây các bạn neo cái hàng góc bên phải thôi. Cái hình này xóa thêm sửa xóa gì đó. Bây giờ cô hướng dẫn cách tạo hình luôn nhá. Tạo icon luôn nhá. Cô sẽ tạo icon không dùng cái icon này. Cô sẽ không dùng icon này. Cô sẽ tạo các bạn icon khác để cô đưa vào đây luôn. Ok. Cô tạo một icon là sửa và xóa ha. Đấy các bạn vào đây nè. Vào Royal. Vào Royal. Click chuột phải. Các bạn new nè. À các bạn có là vector asset. Các bạn có hai loại, một là image asset và hai là vector asset. Thì lưu ý là vector, cái hình mà vector lúc các bạn thu nhỏ hay là phóng to thì nó không bị mất nét. Hiểu không ạ? Thì ta dùng cái vector này. À các bạn chọn clip art, chọn cái này, chọn cái hình. Chọn clip art, click vào cái hình này nè. Các bạn search cho cô là, ví dụ các bạn search là edit. Giờ tôi lấy cái này. Ha, edit này. Ok, next. À các bạn có thể chọn màu, ví dụ như cô chọn màu đỏ chẳng hạn. À cô sẽ click chuột vào đây. Đấy, cô chọn màu đỏ chẳng hạn. À và kích thước thì các bạn có thể chọn 24 hoặc là 36 hoặc là 30. Tức là tùy các bạn chọn. Ok, sau các bạn đặt tên cho nó, next. Đây đặt tên là tôi sẽ bỏ cái chữ này, tôi sẽ để là chữ edit thôi. Cô sẽ next và finish. Click chuột phải để chọn cái edit. New. À, vector tiếp. Click vào đây. Các bạn chọn cho cô là cái edit. À, delete. Là anh này, đúng không? Đấy, ok. Màu đỏ rồi, cái này sửa lại thành 30. Đấy, ok, đặt tên bỏ xóa cái chữ dài dòng văn từ này, tôi để chữ delete thôi. À, icon finish. Rồi bây giờ là tôi chèn hai icon vào các bạn nhìn nhá. À, tôi sẽ để giữa cái linear này. Tôi sẽ chèn hai icon này, icon thứ nhất nhá. Là image view. Đó. Rồi, map wrap content, wrap content. Bỏ bớt cái này đi. Rồi. Rồi các bạn để circle. Đúng không? Royal. Đây edit nè các bạn. Đúng chưa? Nó nằm đây nè, nhỏ xíu hình chưa? Sao nhỏ dữ nè. Các bạn có thể zoom cho width của nó hay cái width cái này là để 100 thì cái này cô để khoảng 30 30, 40 rồi. Bây giờ cô định vị vị trí cho nó này. Cô cho nó nằm góc bên phải đúng không? Cô là align parent right to. Thầy bay sang bên phải chưa? Đó. Rồi align parent top. Parent top to luôn. Ok. Rồi một cái image view khác nè. Đấy. Cô để là cái hình là delete ha. Delete. Delete thì là right. Right là chu. Còn cái này tôi để cái below. Dưới. Below dưới anh trên. Anh trên này tôi đặt là ID. Là image view edit. Đúng không? Cái này các bạn đặt là ID. Image view edit. Ok. Sẽ nó nằm dưới đúng không? Đấy mà kích thước các bạn thấy nó nhỏ quá. Các bạn có thể đổi lại kích thước này. Là để width là khoảng 40 dp. Vừa không các bạn? Hay. Vừa đúng không? Đấy. Được chưa? Ra chưa? Đẹp chưa? Ok chưa? Rồi bây giờ nè, các bạn muốn mà nó cách nó đừng có để sát mép quá, các bạn có thể để cái margin. Không để sát mép quá các bạn có thể để cái margin. Đây. Các bạn để cái cho cái cô cái margin là ví dụ như là 8 dp chẳng hạn. Đấy, ông này cũng để cái margin 8 dp chẳng hạn. Đấy, nó sẽ nhảy ra đẹp, căn chỉnh đẹp chưa? Ok. Cái ông này, ông cũng hình này cũng để cái margin 8 dp nè. Cái hình trên nè cũng để cái margin 8 dp. Đó, nó dán hình ra. Được chưa? Dán cái này ra. Hoặc là các bạn để cái này là padding khoan. Tốt nhất là tôi để cái này padding 8 đi.
8 dp đi. Đấy, nó đẩy cái này lên. Được chưa? Thì cái này khỏi phải margin. Đấy. Cái này cũng đừng có margin nữa. Tí nữa tôi sẽ chỉnh sau, mình để đường sát đã. Xong chưa? Đấy. Rồi cái hình này các bạn để đỡ cái logo vào đây. Nhưng mà thôi từ từ đã, để tí nữa tôi đổ dữ liệu đã. Rồi, tôi xong cái này, bây giờ ta xem đặt tên đúng chưa nha. Text view này chưa đặt tên, tôi đặt là ID. Là tôi đặt ID là text view. Họ cái này như có rồi. Cái này tôi đặt là tên sinh viên. Cái này tôi đặt là text view ID là text view số điện thoại. Ok. Nhớ phải đặt tên rồi nhá. Rồi, bây giờ tôi đã xong cái layout nha các bạn. Xong cái giao diện à. Bây giờ cô mới đổ cái giao diện này. Cô mới đổ cái giao diện này vào trong cái adapter. Đổ giao diện này vào đây. Thì đầu tiên là cô sẽ khởi tạo một cái class để tham chiếu tới cái giao diện đó. Class gọi là view holder. View holder. Đó, ở bên này có mấy cái đối tượng các bạn. Ở bên này ta thấy là ta có 5 cái đối tượng, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái tôi cần truy xuất nè. Thì ta tạo 5 cái, 3 cái image view. À, 1 cái là image view hình, 1 cái là image view edit và 1 cái là image view delete. Delete thôi. 2 cái text view. À, text view. Thì ta sẽ có là text view, tên text view, số điện thoại. Ok. Rồi, tạo xong class này các bạn, bây giờ mới ta dùng ở đây. Đây, cái convert view này cực kỳ quan trọng. Cái lõi của cái code của adapter ta là nó nằm ở đây ha. Thì nó sẽ trả về convert view này các bạn à. Thì bây giờ ta trước tiên return convert view đã. Nhiều khi bạn quên return null đó, các bạn không sửa chỗ này nó không có ra kết quả nhá. Rồi, đầu tiên tôi sẽ tạo view holder. View holder là cái anh này. View holder là anh này. Được chưa? Holder. Được chưa? Ta kiểm tra là nếu cái convert view này null, if cái convert view mà bằng null thì tôi sẽ phải khởi tạo, tôi phải tạo cái convert view. Ha. Đầu tiên ta có cái holder này sẽ bằng new view holder đã. Đó, sau để convert view nè. Ta sẽ tạo một cái, ta sẽ add cái layout này vào. Add cái layout này vào phía trong giao diện, trong cái code Java này. Thì muốn add vào thì ta phải dùng cái gọi là layout inflator. Dùng cái class là layout inflator. Layout inflator. Inflator nó sẽ bằng là ép kiểu là activity. Đó, rồi context. Ta lấy cái context của nó. Xong ta mới chấm. À, ta cái này mới là gì đấy ạ? Cái này ta mới là chấm get layout inflator. Đấy, đầu tiên là ta phải tạo một cái inflator trước. Rồi sau đấy ta mới add layout vào nè. Convert view gán. Cái này bản thân nó là một view nha các bạn. Đây nè, cái này bản thân nó là một view. Bây giờ tôi phải gán cái view này lại cho convert view. Tại vì convert view tôi đang null, chưa có giao diện. Convert view của tôi đang rỗng. Bây giờ tôi gán map, tức là tôi phải gán cái giao diện này vào cho cái convert view. Hiểu không ạ? Gán cái giao diện này cho convert view. Thì bây giờ ta sẽ gán như sau. Convert view gán bằng inflator.inflate. À, đối số ta sẽ là r.layout. Sinh viên item. Phải. À, đối số thứ ba ta có thể để null, view router để null. Ok. Là tôi vừa gán giao diện xong rồi. Đúng không ạ? Khi gán giao diện xong rồi cho convert view thì tôi mới tham chiếu tới view holder nè. Holder chấm image view hình
sẽ gắn bằng convert view chấm file view by id. Đấy, chấm file view by id, file view by id r chấm id chấm image view hình cái gì vậy trời. 1 2 3 4, đấy ta còn 5 cái như này. Image view edit nè, cái này là image view edit, image view delete, cái này image view delete. Cái này đặt tên chứ ta, hình như image trùng à. À delete ha. À delete. Ôi cha. Ủa không đúng hả? À cái này nhầm. Chưa có. ID image view delete nhầm. Rồi. Thấy không? Không ra, nó ra liền. Rồi cái này là text view. Text view tên. Cái này là text view tên sinh viên. Cái này là text view số điện thoại. Cái này text view số điện thoại. Ok. Xong. Rồi ta gắn lên một cái tag. Ta gắn lên một cái tag. À, convert view chấm set tag. Set tag, đưa cái tên tag vào, đi cái view holder vào. Holder vào. Rồi. Đấy. Nếu cái này null nhá. Nếu cái này đang null thì tôi phải gắn layout vào cho nó. Sau đấy tôi sẽ tham chiếu tới cái view holder. Sau tôi set cái tag này để làm sao? Để lần sau tôi gọi lại. Ha, còn ngược lại nó có rồi. Nó có rồi có nghĩa là gì ạ? Nó có rồi có nghĩa là câu lệnh này tôi tạo rồi, nghĩa là tôi có tag rồi thì tôi chỉ cần gọi nó ra thôi. Tức là holder sẽ gắn bằng ép kiểu thành cái view holder. Đấy, convert view chấm get tag thôi. Đấy là xong. Tức là nếu nó có rồi thì tôi sẽ lấy nó ra thôi. Các bạn sẽ hiểu nôm na cái này như thế này nhé. Các bạn sẽ hiểu nôm na như thế này nè. Đây, bây giờ các bạn đây, các bạn có một cái danh sách dữ liệu. Cái này là một cái list view đúng không? Cái này là một cái list view. Các bạn sẽ có view. Các bạn có view đây. View đây đúng không? Các bạn phải đổ ra danh sách như này đúng không? Ok. Thì bây giờ là cái convert view giống như là một cái giao diện, giống như một cái giỏ hàng á, đúng không? Đấy, các bạn tạo nó ra một cái đây. Được chưa? Thì các bạn đổ dữ liệu vào. Các bạn đổ dữ liệu vào đây. Được chưa? Rồi nó sẽ chuyển dữ liệu lên đây đúng không? Nó sẽ xét dữ liệu lên đây đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nếu như cứ mỗi lần đổ dữ liệu các bạn lại tạo một cái convert view thì có phải là bị dư, cái này bị dư không? Đúng không ạ? Đấy, cứ mỗi lần đổ dữ liệu lại tạo một convert view khác, mỗi lần đổ dữ liệu tạo một convert view khác thì cái convert view này sẽ bị dư. Tức là nó sẽ làm tràn bộ nhớ, tức là nó không tối ưu các bạn. Thì bây giờ thay vì như vậy tôi chỉ tạo một convert view thôi. Tôi chỉ tạo một cái convert view thôi. Tức là tôi chỉ tạo một cái giỏ thôi, giống như đừng cái dữ liệu á. Đúng không ạ? Tôi chỉ tạo một cái giỏ thôi. Thì lần sau tôi mà muốn truyền dữ liệu nữa, tôi chỉ cần lấy cái tag, tôi gọi lấy cái tên nó, tôi đổ dữ liệu vào đây. Rồi đổ ngược lại, tôi lại gọi đến tên nó, tôi đổ ngược lại thôi. Nghĩa là tôi sẽ không phải tạo ra nhiều cái view convert view nữa. Tức là cái convert view này chỉ tạo một lần duy nhất nếu nó null thôi, còn không null thì tôi lại gọi lại nó. Hiểu không ạ? Nếu các bạn gọi nhiều lần á, mà tạo nhiều lần thì nó sẽ bị gọi là bị không tối ưu á, bị tràn bộ nhớ, tức là nó sẽ chiếm nhiều bộ nhớ. Đấy, cho nên cái phần tạo convert view này nè, cô chỉ tạo một lần duy nhất thôi. Còn nếu nó có rồi thì tôi chỉ cần gọi nó ra. Chỉ cần gọi nó ra thôi. Ok, xong bây giờ đổ dữ liệu nè. Là xong rồi đó, cái phần mà tạo convert view là đã xong. Để cái phần đổ dữ liệu lên convert view nó thôi. Cái view holder nó vào cái từng thành phần của nó trong cái view holder nó thôi. Rồi, thì ta gọi là view holder chấm cái anh mà hình á, tôi đổ cái hình nè, image view hình nè, chấm nè, set drawable nè,
Set resource nè. Tôi để là data nè. Data nè, chấm get nè. Theo cái position nè. Chấm nè. Get hình nè. Rồi các bạn sẽ đặt câu hỏi là data này ở đâu. Bây giờ tôi quay ngược lại nè. Dữ liệu là tôi truyền ở trên này rồi. Thấy chưa? Dữ liệu là khi tôi gọi context này tôi đã truyền dữ liệu. Có nghĩa là tôi đã truyền ở đâu? Ở bên này tôi truyền sang nè. Tôi gọi tới tôi truyền sang nè. Xong đấy là tôi gán ngược lại cho sinh viên data này nè. Thì cái biến này tôi được dùng thoải mái ở trong này. Cái biến này là biến toàn cục mà. Biến class á. Tôi được dùng. Thì cái này là một cái release. Thì để truy xuất từng thành phần của nó thì tôi phải là get, dùng get vào cái vị trí của nó không? Cái position đúng không các bạn? Đây position đây. Đúng chưa? Đấy. Rồi cái holder chấm text view tên chấm set text data chấm get position chưa? Chấm get text get tên tương tự với cái số điện thoại ha. Đấy, cái này là số điện thoại. Cái này là get số điện thoại. Ok. Là xong. Rồi, bây giờ ta chỉ cần dùng xong rồi đó, viết xong rồi đó. Đấy, bây giờ ta chỉ cần dùng nó thôi. Bây giờ tôi chỉ cách dùng nè. Ở bên này các bạn khởi tạo cho cô cái là sinh viên adapter. Adapter. Khởi tạo là adapter. Đấy, ở đây ta sẽ cách dùng tương tự như các bạn, cách dùng tương tự cái bài hôm bữa nè. Đấy, cũng tạo cái adapter như vậy. Đấy, bây giờ ta thêm cái là adapter bằng new sinh viên adapter. Ta có truyền hai đối số nè. Đối số thứ nhất là context thì ta để là custom custom lead view activity.dit. Đối số thứ hai của ta chính là cái data này các bạn nè. Ta truyền vào và chỉ cần lấy cái list view chấm set adapter thôi, đưa adapter vào xong. Xong chưa? Đấy, ở đây nhá, cô sẽ mô tả một chút nào. Cái data này nó truyền vào đây, có phải nó gọi đến constructor? Các bạn nhấn control click chuột vào constructor này, nó sẽ truyền vào constructor. Nó truyền cái này vào, nó lấy cái data này nó gán ngược lại cho data này, và sau đấy nó sẽ dùng dữ liệu, dùng nó sẽ đổ dữ liệu từng dòng một xuống đây. Được chưa? Bây giờ nhá, tôi sẽ chạy cái custom cái này trước. Ta vào đây nè. Custom nó nằm đâu? Cắt cái anh này, ném vào cái ông custom. Đây. Được chưa? Chạy nhá. Run. Rồi các bạn chờ nhá. Ủa? Cái thằng kia tôi đâu mất tiêu rồi? Máy ảo mất rồi hả? Rồi. Nó chưa khởi tạo máy ảo mà, sao gì đâu. Lại đang chạy nữa. Đây là đang chạy. Ok. Ủa? Chưa làm gì? Ủa rồi mà. Layout nào đó đâu? Hả? Ủa cái gì đâu? Cái layout này thì add đấy rồi. Inflator trong này rồi. Ủa sao kỳ nhỉ? Chạy lại nhá. Kỳ vậy trời. Hả?
Cô nhầm layout hả? Cô nhầm gì đâu, nhầm nó bảo lỗi liền đấy chứ. Tào lao thiệt. Đâu lên nhầm nó lỗi liền à? Sinh viên item đúng rồi nè. Sinh viên adapter đúng rồi nè. Rồi chạy lại ông này, chạy run lại anh này cái coi. Anh này chạy từ sinh viên adapter nè, dit nè, data nè, set adapter nè, lead view custom đúng rồi. Đâu sai gì đâu. Rồi run lại nha. Chưa chạy xong mà. Ủa sao chưa chạy hoài không ra trời? Gì kỳ vậy? Từ từ chờ xíu. Rồi nó bị đơ gì rồi á, nó quay lên nãy giờ. Trời ơi nó bị gì rồi mấy bạn ơi, nó quay hoài. Bấm rắn nó không chạy luôn rồi. Rắn nó bị gì rồi?
Để cô tắt cô mở lại. Nó bị gì nè. Đây nè, Instant nó đang cài gì mà nó success nè. Tào lao trời. Rồi chạy lại nha. Bó tay nó thiệt. Rồi chạy lại nè, được không nha. Nó bảo là đang cài cái gì đó. Thôi tắt hả? Không, để cô tắt, cô xóa đi, cô tàu lại. Thế nó bảo lỗi là instant này, mà lỗi nè. Rồi khoan, tôi xóa cái này đi đã. Delete nha. Tàu lại luôn cái mới ha. Bạn hãy tư luôn nè. Rồi. Rồi ok. Có vẻ nó nhanh hơn. Chưa hết giờ mà. Không, demo ở này nó mất thời gian lắm. Vậy là lớp mình vẫn chưa chấm được bài assignment, bài lab nha. Buổi sau là tôi check assignment giai đoạn 1 nha. Chờ từ, chưa xong mà, chờ từ mấy đứa ơi. Chờ từ. Cái gì vậy? Chưa demo xong mà làm gì vậy? Rồi. Ok. Rồi ra chưa? Sao mấy đứa này kỳ cục vậy? Bây giờ là vỗ tay để đi về hay là vỗ tay để nó tay nó lên? Đó, cái nãy là do cái máy ảo. Được chưa? Để cái hình này các bạn thấy i2 icon này nó để vị trí nó cũng, tức là dùng relative layout á, các bạn có thể định vị vị trí nó rất là dễ. Hiểu không ạ? Còn nếu các bạn cái vị trí này các bạn mà dùng cái linear á, thì nó khó lắm. Tại vì nó còn phụ thuộc vào kích thước những cái khác nữa. Hiểu không ạ? Thì dùng cái này rất là ok. Đấy. Rồi kết thúc nha. Cô nhớ uống nước nha cô.